Nghe nghe thấy chưa, nghe thấy cô chưa? Hương Giang Giang ơi. Rồi ạ. Tiếp nha. Rồi ạ. Tiếp tục này. Complete the verb in the sentences with the word below. Chọn từ. Cô nghe nghe cái âm thanh của cô nghe không được rõ ấy. Cô nghe là rè lắm cô. Rè rè nhỉ. Hết Vâng. rè chưa? Rồi ạ. Nào chọn từ để điền vào chỗ trống để tạo thành một cái cụm động từ phù hợp, được chưa? Nó sẽ có các từ này: cut down, lift out, up, up và use. Nhiệm vụ của con là con sẽ chọn cái từ đúng để điền vào các câu đó, được chưa? Sao cho nó đúng so với nghĩa, đã rõ chưa hả Hương Giang? Rồi. Tốt, nào con làm cho cô nhanh bài này nhá. Cô ơi, con xong rồi ạ. Cô chép bài cho con nhé. Nào, try out chính xác, cut out chính xác, cái up chính xác, close down very good, use up rất tốt, hit up đúng không, look after rất là tốt. Ok, giỏi. Now, my internet cafes are dying out because people use smartphone instead. Internet quán cà phê của tôi thì đã không còn được sử dụng nữa bởi vì mọi người đã dùng thay thế vào điện thoại thông minh. My dad cut down the tree in the front garden. Bố tôi đã chặt cây ở cái vườn đằng trước và cái vườn đằng trước. Kate gave up chocolate because she wants to be healthier. Kate đã từ bỏ ăn sô cô la bởi vì cô ấy muốn khỏe hơn. Four supermarkets are using small shops to close down. Siêu thị đã làm cho những cái cửa hàng mua sắm nhỏ bị close down đóng cửa. We've used up all the bread. Can you buy some more? Chúng tôi đã sử dụng hết bánh mì rồi, bạn có thể mua thêm được không? You can heat up the soup in the microwave. Bạn có thể làm nóng hâm nóng súp ở trong lò vi sóng được không? I looked after my little brother while mom was out.
Tôi đã phải chăm sóc em trai nhỏ khi mà mẹ tôi đi ra ngoài. Được chưa nào? Tiếp tục nhé. Now, complete the useful phrase with the words below. Chọn từ để điền vào chỗ trống để tạo thành những cái cụm từ phù hợp. À, ví dụ cho con nhé. Expressing opinions, đây là thì quan điểm này. I think, I don't think that. Số 1 con sẽ điền là gì? Phương Giang, in my gì nhỉ? Câu này dễ. In my Theo quan điểm của tôi, in my opinion. Để cho opinion. Yeah. Tiếp tục làm cho cô thử số 2 đến số 5 xem nào. Làm cái expressing opinion thôi. Từ câu 2 đến câu 5 cho cô thôi. Làm nhanh cho cô xem nào. Okay, now I believe that chính xác. It seems to me that to be wrong. No, what to be wrong? To be honest, thành thật mà nói, được chưa? To be honest, sai rồi. I see it, được chưa? I see it, theo tôi hiểu là, được chưa nào? Được chưa? Làm nốt câu 6, 7, 8 nhanh cho cô xem. Thôi được rồi, hết thời gian mất rồi vì ca sao cô sắp cùng bạn sắp vào. Thế nên là phần này cô sẽ chụp luôn và về nhà làm cho cô phần này nhá. Nhớ chưa Hương Giang? Nhớ chưa? Dạ. Ok. Dạ. Ok. Sao? Có cái thắc mắc gì với cô không? Không ạ. Ừ, ok. Ok, so this is the end of the lesson today. So goodbye, see you next time. Goodbye con. Bye bye Hương Giang.